Dạ vâng, bây giờ sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm đoạn nhạc nhé. Dạ vâng, xin gửi lời chào mến thương đến các bác và anh em ạ. Có bác nào đang tìm cho mình một đôi loa Bass 30 vừa hát hay vừa nghe nhạc hay không ạ? Thì các bác hãy xem hết clip này nhé. Hôm nay trong video này em xin được trân trọng giới thiệu tới bác và anh em một dòng loa Bass 30 thương hiệu đến từ Đức, dòng loa có tên là B3X12i. Trong phân khúc B3 thì thư model B3X12i là model cao cấp nhất của thương hiệu B3. Và hôm nay thì em rất là vui mừng khi tại cơ sở Sài Gòn của Hiếu Minh Alo, em có về được 4 đôi loa B3X12i. Thì ngày hôm qua em lên livestream là đã có 2 bác khách hàng qua ủng hộ 2 đôi. Là còn 2 đôi tại cửa hàng, em cũng lên video này để thông báo cũng giới thiệu tới bác và anh em về dòng loa B3X12i hàng bãi đẹp đã có mặt tại cơ sở miền Nam. Thì Hiếu Minh Audio có 2 chi nhánh. Một là chi nhánh miền Bắc, địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở miền Nam, địa chỉ tại 48B, Cư Xá, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Số điện thoại hotline hỗ trợ các bác khách hàng miền Bắc, cơ sở 1 có số là 0919182233. Miền Nam số là 0982352313. Thì hôm nay em về là dòng loa B3X12i đẹp, zin, xịn, phục vụ các bác và anh em. Còn 2 đôi các bác nhé, 2 đôi trong miền Nam. Thiết kế của dòng loa B3X12i là thiết kế mặt trước độ mở rất là rộng. So với các dòng loa B3, dòng loa Bass 30 khác thì góc mở của dòng loa B3X12i này là sẽ khoảng tầm rộng hơn khoảng tầm 3-4cm. Độ phủ sẽ rộng hơn và lớn hơn so với các đôi B3 khác. Và ở bên viền sẽ có dập trực tiếp vào thân gỗ vỏ là chữ B3, là logo của loa. Ở đây sẽ có tay sách, nhìn rất chắc chắn đúng không bác? Sử dụng là công nghệ gỗ ép miếng MDF công nghệ 12 lớp. Về thông số của loa B3X12i, giải tần đáp tuyến là 45Hz cho tới là 18kHz. Tiếng bass rất sâu đúng không? 45Hz rất sâu này, 18k tiếng rất sáng. Và công suất là 300W trên một quả loa này. Công suất RMS ạ. Sensitivity là 95dB, trở kháng 8 ohm. Cân nặng của một chiếc loa là 27,5kg, rất là nặng. Hai jack speaker, hai jack này thì các bác đều cắm được đường tín hiệu vào. Thì các bác bình thường cắm cho em vào cổng bên trên đây, và cổng dưới sẽ là link ạ. Thiết kế là thùng cân và lỗ thông hơi phía sau. Lỗ thông hơi thì đã có bên trong là sẽ có là thanh sắt chắn này. Chắn để bảo vệ. Lỗ thông hơi rất là sâu, vỏ thùng rất dày. Với kích thước loa là Bass 30, phù hợp cho anh em nên phối ghép không gian gia đình khoảng từ là 35-40m2 trở lại ạ. Và đây thì em sẽ mở sẵn một quả loa để giới thiệu tới bác về phần nội thất. Thì với dòng loa B3X12i ạ, nó sẽ có tổng cộng là 3 đời ạ. Một đời là phần bass này, để phân biệt đời loa B3X12i sẽ có 3 đời. Đời thứ nhất là đời gân vàng, là đời đầu tiên, là đời gân vàng. Đời thứ hai là đời gân đen và bên trong là màu vàng.
và đời thứ ba là gân đen, trong bên đen, mặt sau màu đen và mặt trước cũng là màu đen, là đời thứ ba. Thì đây hôm nay em về lô B3 XMI này là đời thứ hai các bạn, đời thứ hai, nên là loa còn rất đẹp và mới. Đặc biệt nhất là em về đã kiểm tra mông má vệ sinh rất là đẹp rồi, các bác về là cứ thế là lắp vào sử dụng thôi, không cần phải lo vấn đề là mông má lại loa nữa. Đầu tiên là sẽ quay về phần bát loa cho các bác cùng xem. Thiết kế củ bát là từ 17, coi là coi 76. Tiếng bát của B3 này thì rất là sâu và mềm tiếng. Để phân biệt được, hôm nay em cũng sẽ chia sẻ với các bác và anh em để phân biệt bát zin của dòng B3 thương hiệu Đức nhé. Nói chung thì đặc biệt nhất là phần bát này sẽ có seri, in seri và phần từ, in trực tiếp seri và phần từ nhé. Và đặc biệt nhất để phân biệt thì các bác sờ tay cho em này, để sờ tay cho em vào cái phần seri này. Thì công nghệ của Đức B3 này là công nghệ in laser. In laser cho nên là nó sẽ in trực tiếp sâu vào bên trong phần từ, chứ không phải là in bên ngoài. Cho nên là khi các bác sờ tay này rất là mịn, gần như là không cảm nhận được độ gồ của chữ, nhưng ở đây vẫn có chữ. Đây là công nghệ in laser ạ. Còn nếu mà phần bát này các bác sờ vào, nếu mà nó gồ lên phần chữ này là hàng nhái các bác nhé. Còn hàng xịn là sử dụng công nghệ in laser, là các bác sờ mịn như không có chữ này. Đấy, rất là mịn. Keo cổ côn là màu đen, nhện màu cánh gián. Và offer của dòng loa B3 XMI là offer lõm. Đấy, offer lõm. Gân là gân vải tẩm dầu 3 lớp. Về em đã kiểm tra về cái độ dưỡng gân thì các bác có thể sử dụng là thêm khoảng tầm 2-3 năm nữa rồi đang dưỡng ra, rồi có thể lâu hơn. Các bác dùng bình thường với môi trường tốt thì có thể là dùng 5-7 năm nữa mới phải dưỡng. Cái độ dính còn rất tốt, các bác không cần phải dưỡng nữa nhé. Nếu bôi quá nhiều kem dưỡng nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính bát của loa. Đây là các bác về cứ thế sử dụng thôi, không cần phải dưỡng gân nữa. Và đặc biệt nhất, cái điểm rất mạnh của dòng loa B3 XMI nó chính là nằm ở củ chép. Các bạn, củ chép của B3 này nó cực kỳ khủng, khủng khiếp luôn. Cái phần từ nó kích thước nó là 14cm. Họng là coi 750. Từ 14 coi 750. Cực kỳ khủng các bác ạ. Từ bằng một cái bát. Đây chính là cái điểm mạnh, ưu điểm của B3 XMI. Các bác nào đã sử dụng các bác có thể là biết là tiếng chép của B3 tiếng rất sáng, sạch và nhuyễn. Đây, và đặc biệt nữa để các bác nhận biết là phần chép của B3 này là phễu đó, là phải sử dụng là sợi carbon. Đấy. Đây, cái phễu chép của B3 XMI là sử dụng phễu carbon. Đây, các bác nhìn thấy sợi này, đây là phễu carbon này. Những sợi carbon nó liên kết lại với nhau. Đấy. Đặc thù các nhá. Đặc thù tất cả các dòng B3 XMI đều sử dụng là phễu sợi carbon. Chép quá nặng rồi. Rất là nặng. Về phân tần, bên trong của B3 XMI là hai phân tần. Một phân tần bát và một phân tần chép. Đấy. Riêng dòng B3 XMI là hai phân tần các nhá. Các dòng khác như Z hay là ZF là sử dụng một phân tần, nhưng riêng dòng B3 XMI là sử dụng hai phân tần. Phân tần cực kỳ gấu. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 trở sứ trắng. Cả rồi. 3 tụ vàng. Đấy là một phân tần. Đây phân tần bên này nữa này. 2 tụ. Gỗ và nếp công nghệ 12 lớp ạ. Bông tiêu âm nguyên bản ạ. Thì đợt này về em về là được 4 đôi. Thì hôm qua em lên livestream, các bác qua ủng hộ 2 đôi. Còn 2 đôi B3 XMI, hàng đẹp, bao zin bao xịn các bác. Và những dòng loa này em sẽ bảo hành với các bác và anh em 1 năm về ù rẻ của loa. Được chưa? Bao zin bao xịn bao đẹp các bác và anh em. Hiện tại thì giá đôi loa B3 XMI này đang có giá là 15.800.000 ạ. 15.800.000 nhé. Và giá thì có thể là xem. Các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em sẽ báo giá, giảm giá khuyến mãi
giá tốt tới bác và anh em ạ. Nhưng cái giá đấy em xin phép là báo trong video, là báo trong Zalo hoặc là báo trực tiếp trên điện thoại ạ. Còn giá niêm yết là 15.800.000 ạ. Ok, và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của đôi loa B3X12i này. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ. Dạ vâng, bây giờ sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm một đoạn nhạc nhé. Vâng, và vừa rồi thì các bác có thể là đánh giá được chất âm của cái đôi loa B3X12i qua một bộ dàn, một chiếc đẩy hay một chiếc đẩy của DB Acoustic. Và vừa rồi thì em đã không đánh súp, chỉ đánh chay không đôi loa B3X12i này. Các bác có thể thấy là tiếng nó chép rất là nhuyễn và sáng đúng không ạ? Và tiếng bass rất mềm và gọn và lực dòng loa B3X12i này thì chất âm rất là hay trong tầm tiền. Và đôi loa này hiện tại đang có giá là 15.800.000. Và giá sẽ tốt hơn nữa khi các bác liên hệ trực tiếp cho em qua Zalo hoặc là số điện thoại ạ. Và sẽ bảo hành tới bác và anh em là 1 năm bao zin, bao xịn và bảo hành 1 năm về ủ rẻ của loa. Bác nào quan tâm đến đôi loa bãi B3X12i này có thể liên hệ trực tiếp cho em nhé. Bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.